Xin chào toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn. Video clip này mình sẽ hướng dẫn đến quý vị, các anh chị và các bạn cách để tạo các hiệu ứng chuyển cảnh trong một video giữa hai hình ảnh, giữa hai video, giữa hình ảnh và video clip bằng phần mềm CapCut. Đầu tiên chúng ta bấm vào nút dự án mới. Chúng ta chọn vào video. Chọn cái video đầu tiên để nhập. Mình chọn size, mình chọn lại ha. Rồi mình bấm nút thêm. Đây là cái video đầu tiên, nó chỉ có 3 giây thôi. Rồi chúng ta bấm vào nút thêm một cái video thứ hai. Đó, các bạn nhìn lên bằng kéo qua kéo lại thì chúng ta thấy là giữa cái hình thứ nhất và cái hình thứ hai là hoàn toàn khác nhau ha. Giữa hai tông màu khác nhau, một bên là ban ngày, một bên là ban đêm ha. Rồi, bạn chú ý tới cái dấu nối giữa hai cái đoạn video clip dài 3 giây này với nhau. Nó chúng ta bấm vào cái dấu nối đó thì cái khung chuyển hiệu ứng nó chuyển ra. Thì ở trên đây chúng ta sẽ chọn những từng hiệu ứng để mà chúng ta xem được nó đấy. Chúng ta từng mỗi hiệu ứng chúng ta phải nhìn trên màn hình hiển thị nha. Nó sẽ cho mình xem trước cái hiệu ứng nó như thế nào trên màn hình nha. Đó, chúng ta chọn phía dưới. Chúng ta chọn ở dưới cái nào thì chúng ta xem trên màn hình hiển thị nó sẽ cho mình biết trước cái hiệu ứng nó như thế nào nha. Đó, chúng ta kéo, bấm chạm ngón tay vào và kéo màn hình sang trái để mà xem hết các hiệu ứng nha. Đi dạo một vòng đi. Rồi hãy quyết định. Đó. Rồi phía trên nữa là chúng ta chuyển qua cái hiệu ứng có tên gọi phía trên á. Phía trên là mỗi một thẻ như vậy nó sẽ có những cái hiệu ứng còn nằm bên trong đó ha. Chúng ta chọn qua cái hiệu ứng máy ảnh thì sẽ có những cái hiệu ứng như thế này. Nó chùm một chùm hiệu ứng theo cái chủ đề là máy ảnh. Kế tiếp là chúng ta có cái hiệu ứng MC nè. Đó. Rồi hiệu ứng trình chiếu nè. Chúng ta nhìn trên màn hình có một nguyên cái danh sách này, chúng ta cũng có thể cầm cái danh sách các thẻ hiệu ứng này, chúng ta cũng có thể kéo sang trái sang phải ha. Đó. Cuối cùng là cái hiệu ứng mặt nạ nè. Đó. Chúng ta chọn một cái hiệu ứng xé giấy đi. Ở phía dưới cuối cùng chúng ta có một cái thanh gọi là cái thanh thời lượng ấy. Đó. Chúng ta có thể thay đổi cái thời gian này. Cái thời gian này là cái thời gian của cái hiệu ứng nó xảy ra nó nhanh hay là chậm là chỗ này. Và giữa hai cái khung hình, hai cái video với nhau thì mỗi bên sẽ bỏ ra một nửa thời gian hiệu ứng đó. Thí dụ như cái video clip này dài 3 giây thì mỗi bên bỏ ra một nửa là 1 giây rưỡi. Thì cái hiệu ứng này kéo dài tối đa chỉ được 1 giây rưỡi thôi. Mà chúng ta làm một cái thao tác lại nè. Rồi chúng ta bấm vào nút play để xem trước trên màn hình nha. Đây là cái cách để thêm một cái hiệu ứng vào trong cái video clip của mình. Chúc quý vị, các bạn và các anh chị thành công nha. Nếu quý vị cảm thấy cái video này hữu ích thì tặng cho mình một like, một lượt đăng ký nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video.